Thưa quý vị, George Hegel từ chức khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, tính từ Hoa Thịnh Đốn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông George Hegel, hiện đã chính thức tuyên bố về việc từ chức. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng hiện đã xác nhận về việc Tổng thống Barack Obama đã tiếp nhận đơn từ chức của ông Hegel. Quyết định của ông Hegel đã được thông báo đầu tiên bởi tờ New York Times, trong đó cho biết là ông đã từ chức vì những áp lực quá nặng nề trong công việc. Ngoài ra, tờ The Times còn trích dẫn về những sự khác biệt trong chiến lược tiếp cận của chính quyền đối với nhà nước Hồi giáo. Hegel là cựu chiến binh đầu tiên sẵn sàng nhập ngũ để lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Nhiệm kỳ của ông đã bắt đầu từ tháng 2 năm 2013. Theo các quan chức cho biết, Hegel vẫn sẽ ở lại ngũ giác đài cho đến khi người kế nhiệm được bầu xong.